Bản tin tối ngày 21 tháng 6. Kính chào quý vị, Phương Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối nay, ngày 21 tháng 6. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, ca Covid-19 thứ 67 tử vong, hơn 10.000 ca nhiễm trong đợt dịch mới. Bình Dương thêm 21 ca nhiễm virus Vũ Hán, phong tỏa nhiều địa phương. Đà Nẵng khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện quốc tế Amida lây lan dịch Covid-19. Nhà khoa học Việt làm khẩu trang vải nano ngăn Covid-19. Miền Bắc sắp đón mưa to dài nhiệt. Tin thế giới, người Mỹ thất vọng về cảnh báo cô lập Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Biden. Dân mạng chế giễu đề cử giải thưởng xuất sắc cho Viện Virus học Vũ Hán. Mỹ kích nổ như động đất để thử sức tàu sân bay. Tổng thống Biden có thể bị từ chối dự lễ thánh vì ủng hộ nạo phá thai. Trung Quốc, tòa nhà 7 tầng ở Hồ Nam sụp đổ trong tích tắc. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, ca Covid-19 thứ 67 tử vong, hơn 10.000 ca nhiễm trong đợt dịch mới. Bộ Y tế trưa ngày 21 tháng 6 ghi nhận 90 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ số 13259 đến số 13348. Trong đó có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 88 ca trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh 63 ca, Bắc Giang 16 ca, Nghệ An 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hà Tĩnh 2 ca. Như vậy, tổng số ca Covid-19 trong đợt dịch mới bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã vượt con số 10.000 ca, lên tới 10.078 ca ghi nhận ở 42 tỉnh thành. Trong chiều nay, Bộ Y tế thông báo về ca tử vong thứ 67 là bệnh nhân 11592, là nam, 75 tuổi, địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong: viêm phổi do Covid-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu. Thành phố Vinh, hai vợ chồng phát hiện nhiễm Covid-19 khi đi khám. Sở Y tế Nghệ An thông tin rằng hai trường hợp nhiễm Covid-19 là hai vợ chồng, địa chỉ tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17 tháng 6, người vợ bị sốt 37,6 độ, mệt mỏi, tức ngực nên tự mua thuốc uống. Đến ngày 20 tháng 6, bà được chồng chở đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để khám thì phát hiện hai lần dương tính với Covid-19. Người chồng cũng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Bình Dương thêm 21 ca nhiễm virus Vũ Hán, phong tỏa nhiều địa phương. CDC tỉnh Bình Dương sáng nay ngày 21 tháng 6 ghi nhận thêm 21 ca dương tính với virus Vũ Hán. Trong 21 ca này, có 18 ca liên quan đến công ty Vietnam House West, thành phố Thuận An, 2 ca từ chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và 1 ca là tài xế chở hàng từ Bắc vào Nam. Ngành chức năng đang truy vết các trường hợp F1, F2 của 21 ca mắc mới. Các điểm dịch tễ liên quan đã được khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn. Liên quan đến các ca nhiễm trên, ngay trong sáng nay, chính quyền thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu người dân 4 phường gồm có Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa và Hiệp Thành ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm, v.v. Hiện 4 phường này ghi nhận 7 ca nhiễm liên quan. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 108 ca cộng đồng, trong đó 87 ca đã được Bộ Y tế ghi nhận. Riêng cụm dịch Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, 68 ca. Các ca bệnh còn lại là ở phường Bình Chuẩn, Bình Hòa, Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Tiền Giang cách ly 125 công nhân công ty có ca dương tính. Giới chức tỉnh Tiền Giang ngày 21 tháng 6 xác nhận đã lập danh sách và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ 125 công nhân và người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Hình vì nghi có ca dương tính với virus Vũ Hán. Trường hợp dương tính là nữ công nhân trú tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, từng làm việc tại công ty Khang Hình và đã nghỉ việc khoảng 10 ngày trước. Ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa cách ly toàn bộ công nhân, người lao động đang làm việc ở đây. Do khu vực sản xuất, ăn uống của công ty này có diện tích nhỏ hẹp nên các công nhân đều có thể tiếp xúc gần với nhau. Hiện tại, lực lượng chức năng của thị xã Cai Lậy đang tiếp tục truy vết các trường hợp F2 và F3 liên quan. Đà Nẵng khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện quốc tế Amida làm lây lan dịch bệnh. Cũng trong hôm nay, ngày 21 tháng 6, Cảnh sát thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người.
Theo cơ quan điều tra, vị giám đốc này đã vi phạm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự trong khoảng thời gian từ 20:30 đến 22:15 ngày 2 tháng 5. Sau đó, dịch bệnh đã bùng phát tại công ty này, làm tổng cộng 65 người bị nhiễm COVID-19. Cảnh sát điều tra đã khởi tố và cho tại ngoại đối với bị can này và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 13 tháng 5, cảnh sát thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tại Thẩm mỹ viện Amida gây lây lan dịch COVID-19. Nhà khoa học Việt làm khẩu trang vải nano ngăn COVID-19. Theo VN Express, các nhà khoa học tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu sản xuất ra khẩu trang làm từ vải cốt tông và vật liệu graphene kết hợp nano bạc giúp kháng khuẩn, ngăn giọt lỏng chứa virus Vũ Hán. Theo đó, khẩu trang có thể tái sử dụng với 5 lần giặt, bảo quản ở nhiệt độ thông thường. Sản phẩm khi đeo có thể lọc tới 99% bụi mịn và kháng khuẩn. Các nhà khoa học đã khắc phục hạn chế việc lớp nano bạc bị rửa trôi bằng cách sử dụng graphene với hàm lượng dưới 1mg làm vật liệu liên kết giữa vải cốt tông và nano bạc trở nên chặt chẽ hơn. Nano bạc bám trên bề mặt vải bền hơn và graphene cũng là vật liệu giúp nano bạc phân bổ đều, giúp khẩu trang có khả năng kháng khuẩn luôn ở mức cao. Theo đó, khẩu trang này sẽ có giá khoảng 30.000 đồng một chiếc. Hiện khẩu trang đã được dùng thử nghiệm trong giảng viên, nhân viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương, cảnh sát phong tỏa công ty có giám đốc tử vong. VN Express cho biết vào sáng nay ngày 21 tháng 6, nhân viên công ty bất động sản Khang An tại khu dân cư Hiệp Thành 3, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, phát hiện một người tử vong và bị thương nặng tại văn phòng. Nạn nhân tử vong là giám đốc 36 tuổi và một nam nhân viên 31 tuổi, quê ở Tây Ninh. Cảnh sát và đội ngũ y tế sau đó đã có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu. Công ty này đã bị ngành chức năng phong tỏa để điều tra hiện trường. Hiện cơ quan điều tra chưa cung cấp thêm thông tin về vụ án. Miền Bắc sắp đón mưa to giải nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai ngày 22 tháng 6 đến 24 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 cho đến 4 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, các vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tại khu vực Trung Bộ, trong hai ngày 21 và ngày 22 tháng 6, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Và sau đây là chuyển sang phần tin thế giới. Người Mỹ thất vọng về cảnh báo cô lập Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Biden. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan, ngày 20 tháng 6 đã đưa ra cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối diện với sự cô lập của cộng đồng quốc tế nếu không phối hợp trong cuộc điều tra tiếp theo về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Trong chương trình phỏng vấn với Fox News, ông Sullivan đã ca ngợi việc ông Biden thúc ép các đồng minh trong khối G7 gây áp lực buộc Trung Quốc phải hợp tác để tiếp tục cuộc điều tra với kết quả đang gây nhiều tranh cãi. Cố vấn Sullivan gọi các động thái của Tổng thống Biden là tập hợp thế giới dân chủ gây áp lực chính trị và ngoại giao lên Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải cho phép các nhà điều tra làm việc thực sự để tìm ra nguyên nhân của đại dịch. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến nghi ngờ về hiệu quả thực tiễn của hành động này nếu có. Một độc giả của Fox News bình luận, Trung Quốc đã giải cạm bẫy tài chính của họ ở khắp các quốc gia trên thế giới hàng thập kỷ qua, nên khó có quốc gia nào muốn cô lập Trung Quốc. Một người dùng Twitter chế giễu, vậy là sau khi gây ra một đại dịch toàn cầu và che giấu về việc nó xảy ra như thế nào, Trung Quốc chỉ bị phớt lờ thôi sao? Cho họ biết thế nào là lễ độ. Chuyển sang một tin tức liên quan. Theo Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã được đề cử cho Giải thưởng Thành tựu Khoa học và Công nghệ xuất sắc năm 2021 vì đóng góp trong việc xác định mầm bệnh virus Vũ Hán. Ngoài ra, các giám đốc Phòng Thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán, bao gồm người đàn bà rơi, Thạch Chính Lệ và ông Viên Chí Minh cũng được chọn là những người đã có đóng góp xuất sắc trong nhóm các ứng cử viên của viện này. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã phát biểu trước báo giới rằng các nhà khoa học làm việc tại viện này nên được trao giải Nobel Y học vì những người này là những người đầu tiên phát hiện ra chuỗi gen của virus Vũ Hán. Các bình luận đã được đưa ra sau khi bà Thạch bác bỏ thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, trong khi mới đây đã có thêm bằng chứng ủng hộ thuyết này. Người dùng Twitter đã có thái độ chế giễu trước thông tin này,
một người bình luận nói rằng à, giờ thì cái phòng thí nghiệm là cái nôi sinh ra virus này lại được trao giải thưởng. Còn một người khác phẫn nộ nói, cùng lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục coi thường phần còn lại của thế giới. Mỹ sẽ áp thêm trừng phạt lên Nga. Tại một diễn biến khác, Cố vấn Sullivan cho biết chính quyền Biden đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga về vụ đầu độc thủ lĩnh phe đối lập đang bị cầm tù, ông Alexei Navalny. Ông Sullivan nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng, chúng tôi đang chuẩn bị một gói trừng phạt khác để áp dụng trong trường hợp này. Ông Sullivan cho biết thêm, các lệnh trừng phạt sẽ được đưa ra khi Mỹ có thể đảm bảo rằng chúng tôi đang nhắm vào các mục tiêu phù hợp. Sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tuần trước, Tổng thống Biden đã nói với báo giới rằng ông đã cảnh báo ông Putin rằng nếu ông Navalny chết trong nhà tù, nước Nga sẽ phải chịu hậu quả tàn khốc. Mỹ kích nổ như động đất để thử sức tàu sân bay. Theo trang web quân sự hồi cuối tuần qua, Hải quân Mỹ đã kích hoạt hàng nghìn kg thuốc nổ dưới lòng biển, ngay cạnh hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford trên Đại Tây Dương. Hoạt động này đã được cho là để kiểm tra tác động đối với chiến hạm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã ghi nhận vụ nổ này tương đương với một trận động đất 3,9 độ Richter. Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay tối tân này được thiết kế với các phương pháp mô hình máy tính tiên tiến cùng với các thử nghiệm và phân tích nhằm đảm bảo chiến hạm đủ vững chãi để chống chịu được các điều kiện chiến đấu. Những thử nghiệm này cung cấp dữ liệu để xác nhận mức độ chống chịu chấn động của chiến hạm. Tổng thống Biden có thể bị từ chối dự lễ thánh vì ủng hộ nạo phá thai. Hội đồng Giám mục Công giáo La Mã Hoa Kỳ cuối tuần qua loan báo đã bỏ phiếu về việc soạn thảo một văn kiện về lễ ban thánh thể. Theo văn kiện này, các chính trị gia theo Công giáo, bao gồm cả Tổng thống Biden và các chính trị gia khác vốn ủng hộ quyền phá thai, có thể không được tham dự lễ ban thánh thể. Các giám mục ủng hộ việc soạn thảo tài liệu đã nhấn mạnh, tuy không chỉ đích danh bất kỳ chính trị gia nào, nhưng chủ đề về quan điểm xã hội của ông Biden đã được đưa ra nhiều lần trong cuộc thảo luận. Ông Biden, người tự nhận là theo Công giáo, đã khiến nhiều giám mục báo động khi ủng hộ hôn nhân đồng giới và quyền phá thai, vốn là những quan điểm đã được cho là trái ngược với giáo lý của nhà thờ. Một người tham gia soạn thảo tài liệu, giám mục Donald Hine cho biết, nhiều người Công giáo đang bối rối trước việc chúng ta có một tổng thống tự nhận là người Công giáo nhưng lại thúc đẩy chương trình nghị sự ủng hộ phá thai triệt để nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hồi năm 2019, một linh mục Công giáo tại Nam Carolina đã từ chối làm lễ ban thánh cho ông Biden vì lập trường ủng hộ phá thai của ông. Lãnh đạo quân sự Myanmar sang Nga dự hội nghị an ninh. Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Mia Aung Hlaing đã đến Moscow vào Chủ nhật ngày 20 tháng 6 để tham dự một hội nghị an ninh. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Hlaing kể từ khi ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính. Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã mời tướng Hlaing tham dự hội nghị này. Đại sứ quán Myanmar tại Nga sau đó cũng xác nhận ông Hlaing đã có mặt tại Moscow nhưng không cho biết ông dự kiến sẽ ở lại đây bao lâu. Nga là một đồng minh và là nhà cung cấp vũ khí lớn cho quân đội Myanmar. Chuyến thăm của vị tổng tư lệnh Myanmar tới Nga diễn ra sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Myanmar. Nga cùng Trung Quốc nằm trong số 36 quốc gia khác bỏ phiếu trắng về việc này. Trung Quốc, tòa nhà 7 tầng ở Hồ Nam sụp đổ trong tích tắc. Theo The Epoch Times, vào cuối tuần qua ngày 19 tháng 6, một tòa nhà 7 tầng ở thị trấn Lư Dương, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã bị sập và gần như bị san bằng. Tuy nhiên, truyền thông nước này chỉ đưa tin một cách kín đáo và không đề cập đến con số thương vong cụ thể. Theo đó, vào buổi trưa cùng ngày, một tòa nhà 7 tầng tự xây ở thị trấn Lư Dương bất ngờ bị sập. Có khoảng 400 lính cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và 76 xe cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Các thiết bị phát hiện sự sống và chó tìm kiếm cứu nạn cũng đã được sử dụng. Đội cứu hỏa Hồ Nam, Trường Sa, Chu Châu, Hành Dương, Tương Đàm, Huấn Bảo và các đội cứu hỏa khác đều vội vã đến hiện trường. Một người dân địa phương tiết lộ, tòa nhà này mới xây cách đây vài năm, có khoảng 7 tầng, có 10 hộ gia đình sống trong tòa nhà với tổng số 30 đến 40 người. Tòa nhà bị sập có thể là do bên cạnh đang đào móng quá sâu. Hiện tại các khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, nhìn không thấy hiện trường, đường cũng đã đóng kín. Tuy nhiên, các bản tin của chính quyền Trung Quốc chỉ sử dụng cụm từ một tòa nhà, một tòa lầu để chỉ một cách mơ hồ về một ngôi nhà và không nêu rõ số tầng. Họ cũng không đề cập đến số người mắc kẹt hay tử vong hoặc là bị thương, chỉ nói cho đến nay là 8 người được cứu ra. Song người dân khu vực cho rằng số người thiệt mạng có lẽ là 20 đến 30 người.
Nội Mông đột nhiên xuất hiện lũ quét, cầu đường sắt bị phá hủy. Theo The Epoch Times, một cây cầu đường sắt ở thị trấn Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ, thành phố Căn Hà, Nội Mông Cổ đã bị phá hủy. Cấu trúc tổng thể của cây cầu đã bị sập vào ngày 18 tháng 6. Nguồn tin cho biết, một trận lũ quét đã xảy ra trên sông Đắc Nhĩ, Bố Nhĩ và đã phá hủy cây cầu đường sắt ở tuyến đường sắt Triều Ô dài 34.159m. Trước khi xảy ra sự cố, các chuyến tàu khách đi qua tuyến này đã bị tạm dừng. Trước khi xảy ra lũ quét, đã có những trận mưa lớn liên tục ở phần phía Bắc của Đại Hưng An Lĩnh. Sự việc này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi những tin tức liên quan đến xuất hiện trên danh sách tìm kiếm hàng đầu của Weibo. Điều này không nên xảy ra. Vài ngày trước, tôi cũng đã thấy một cây cầu ở Đông Bắc bị cuốn trôi, rõ ràng đều là phần móng quá nông. Có hơi đáng sợ, may là không có chuyến tàu nào chạy qua. Một cây cầu đường sắt lớn như vậy bị cuốn trôi là cực kỳ hiếm thấy. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối của Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.